Thôi chào mọi người. Trong thời gian dịch bệnh với lại mình cũng giãn cách ở nhà, cửa hàng đóng cửa nên cũng rảnh. Mình hướng dẫn mọi người sử dụng cái Nadec 7070. Dòng này dòng 3D, có thể bỏ cái gọng vào thì máy quét, nó tự quét rồi tự nhận PD và tự mài kính. Thì có nhiều khách hàng cũng muốn hỏi mua máy nhưng mà đang phân vân là cái định tâm của nó như thế nào, có định tâm như máy Trung Quốc hay là như thế nào hay không, và cần tốn kém tiền để mua máy định tâm nữa hay không, và cách sử dụng như thế nào. Thì mình nói thế này là không cần định tâm nha, định tâm không cần thiết, không thiết định tâm gì hết á đó. Sử dụng cực kỳ đơn giản, đa tròng, hai tròng, loạn thị, nó rất là đơn giản. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn luôn cho nhanh nha. Cái ống nhựa thì không không cần phải mắc mẫu như những dòng máy Trung Quốc đó, thì mình cứ tháo mắc mẫu ra, mình muốn mình bỏ vô đây, rồi mình kê chính giữa thế này đó, kê chính giữa chỗ đây là chính giữa ha. Muốn quét bên phải thì nhấn bên này, muốn quét bên trái thì nhấn bên này ha, còn muốn quét cả hai thì nhấn vô cái phần chaser này ha. Nhấn vào thì sai rồi. Ok, bây giờ là mình hướng dẫn đi. Nếu như mình quét cả hai, mình bấm chaser nè, thì máy nó sẽ quét bên này và nó chuyển qua bên này, nó quét luôn, nó sẽ hiện lên cái PD FD trên này là cái full của PD gọn trên này luôn. Còn nếu như mình quét một bên trên này á, của bên này thôi, thì mình phải lấy thước mình đo từ cái mép bên tủ, rồi lát mình hướng dẫn nha. Bây giờ mình quét full đi, quét hai bên luôn đi. Rồi trong thời gian đó mình hướng dẫn các bạn cách mà loạn thị. Đây là hai cái miếng trong loạn thị trừ 1.25. Khi mà mình chơi hai cái mắt là đều là chụp 180 nha. Chụp 180 đi. Máy này chụp có thể không là 180 nha. Rồi, ok. Nó sẽ có ba cái chấm màu đỏ trên cái chồng này. Rồi, bây giờ mình kẹp cái máy rồi. Rồi sau khi mà đã quét xong rồi đúng không? Mình chỉ cần nhấn nhập vô chữ này, dataset, thì nó sẽ hiện này qua. Nó hiện qua rồi. Thì cái đó nó sẽ đọc luôn PD là 70.5 là PD của cái giọng này. Đây là PD của khách hàng. Ví dụ như là PD, cái PD là cái tâm mắt ha, cái tâm mắt. Tâm mắt đó nha. Tâm mắt thì mình sẽ cho nó là 64. BT là độ cao cm đó. Là khoảng cách cm từ phía dưới này lên trên này của khách. Mình đo mình tấm tâm vô à. Từ dưới này lên trên này á, tại cái tâm mắt lại cho là 30 cm thì mình nhập số 30. Còn không thì mình sẽ chuyển qua chế độ này. Nó là PD thì mình thường thường á thì ở cửa hàng sẽ hay nhập cái PD này là chiều cao á, để cho là 3, để cái tầm mắt chuẩn mình cho là 3. Một khi nào mà cái tầm mắt nhìn xa nha, cận thị hay loạn thị đó, nói chung là vậy nhìn xa đi, còn cái tầm mắt mình gần đọc sách á, đa số luôn và chắc chắn luôn, thì nó sẽ là bằng không, nó sẽ nằm ở phía dưới này ha. Phía dưới này là tầm mắt lúc này đọc sách, con mắt sẽ lướt xuống dưới thì tầm mắt sẽ bằng không. Và cái PD nhìn xa á thì là nó đúng theo PD máy đo. Còn nếu như đi PD đọc sách thì thường thường sẽ giảm xuống 2, nó sẽ còn là 62 thôi, nó sẽ giảm hơn, tại vì cái chiều hướng của mắt nó nhìn xuống phía dưới nó sẽ như thế này, chứ nhìn xa thì nó sẽ như thế này đó, nó hai cái nhau đó. Thì theo cái sử dụng máy của mình hoặc là cái hồi giờ mình cũng học ra thì nó như thế thôi. Rồi bây giờ đây là chế độ plastic, nó sẽ như chế độ lens nè, plastic nè, BC là polycarbonate nè, glass nè. Rồi ok, mình nói mày plastic. MT là metal, cái tắt của từ metal là gọng kim loại. Cái này là gọng nhựa, cái này flat ha, flat là mài bằng, flat mài bằng đó. Rồi bây giờ chế độ mài tổ nha. Rồi cái này là nó sẽ nhiều chế độ này. Gai là có nghĩa là mình sẽ chỉnh cái sóng, là cái đồng kính mà khi mà mình mài mình muốn cái sóng nó ra nó vô nó như thế nào đó thì mình chỉnh, mình định chế độ gai. Đây chế độ là ít là mài tưởng cận, mài chậm, mài bình thường, mài những đồng trơn nó sẽ mài từ từ hạn chế. Còn đây chế độ này là auto, không có gì hết, nó auto. Rồi bây giờ loạn thị làm sao? Loạn thị bây giờ mình sẽ đây ba cái tấm này ở trên cái nấm này để tới ba chấm này, một cái chấm này, hai cái chấm này, tấm dưới vừa là tâm mà. Rồi mình sẽ bây giờ loạn thị đúng không, nó rất là dễ. Chấm như thế này, ngay cái tâm ngay chính giữa này, rồi cái tâm này đó, điều chỉnh này ngay chính giữa này, sao cho chính giữa là được, nói chung là nó cũng phải vậy. Ok rồi, bây giờ mình bảo mình mài thôi. Rồi bây giờ mình chỉnh cái độ gai luôn cho mọi người hiểu gai như thế này, cũng cái máy kia là bình thường đấy đúng không?
Rồi. Cái này nó bên phải. Lộn bên. Rồi trái phải nha, nhấn cái này. Là điểm là cái máy này mài rất là nhanh, mài quá sẽ nhấn xuống từ để mài rất là nhanh. Ở sau này cái lớp cao su, đôi khi nó một lần một xuống sẽ có tiếng kêu kẹt cao su, những nhịp cao su này nó mới. Rồi khi nó quét xong cái đầu ga nó sẽ hiện ra cái màn hình cái này nè, nó sẽ hiện cái màn hình này. Bây giờ cái đầu này, cái đầu bình thường nó mài sống đúng không? Bây giờ mà bạn muốn nó đi qua bên này đi, thì mình sẽ điều chỉnh cái này. Đó, thì chuyện cái sóng nó sẽ đi theo ý của mình. Ron này trước nè, rồi ok bây giờ mình mày muốn ra sau là reel là sau nè. Đó. Cái tỷ lệ là bao nhiêu mình muốn bao nhiêu cái sóng đó, thì cái máy nó sẽ tự cài đặt cho bạn. Đó, khi đó mình mà rất đẹp. Đây còn mình cái sóng mình muốn bật định của mình tự ý mình cài luôn, muốn ra bao nhiêu mili đó, nó sẽ tự động hết. Ha, khi mà bạn được mà cái đó ok rồi, nhấn nút start rồi xong máy sẽ tự chạy. Đây. Cái này nó mà nó sẽ nhấn xuống nè. Sống rất là đẹp. Dùng máy ghép thì dùng không về ghép tiền mà cái công năng sử dụng nó rất là tuyệt vời. Đó. Cái này nó chung cái dòng mạng bơm á, nó hay nhảy lung tung á. Cái chỉ số nó sẽ hiện như thế này. Các bạn thấy đó, mình sẽ điều chỉnh lại nha. Đó thì rất đơn giản, nó y chang như vậy luôn. Cái hai trồng á, còn cái hai trồng á thì mình cũng sẽ lấy cái vị trí từ cái bên này, từ cái đất bên này qua bên này ở trên gạch thẳng của cái hai trồng á. Ha, sau đó mình sẽ hạ xuống tính hai trồng bình thường. Thì tùy theo cái chiều cao, ví dụ như là nhiều người làm quen rồi, thì chiều cao là bao nhiêu cm? Ví dụ như bây giờ mình muốn cho là chiều cao đó là từ dưới tâm của hai trồng lên là bao nhiêu cm đó, mười mấy đó. Đó, tầm 15-16cm gì đó thì nó sẽ đi theo đúng theo cái tâm này luôn, mình cứ bỏ cái này vô thôi. Đó, bỏ cái tâm này vô này, phía trên này đó, rồi mình sẽ mài ra một kính hai trồng, mài rất là thẳng, mài bình thường luôn nên rất là dễ. Hoặc là đa trồng cũng vậy, đây trồng thì cũng chỉnh như luôn, từ cái tâm mắt nè, từ cái tâm mắt ví dụ là cho nó nằm ở trên này đi. Tâm mắt là khi mình đo đó, vị trí từ tâm tới đáy là bao nhiêu cm, tâm đáy là 30cm thì mình sẽ cho thế này, mình sẽ tăng cái đúng theo cái đơn vị mà mình đo ra và là bao nhiêu cm thì mình điều chỉnh ở trong này. Đó. 30 rồi bỏ tâm lên. Đó là bên phải. Đó. Thì sẽ hiện ra đúng theo đó luôn, rồi mình cứ bỏ nó mình mài thôi. Rất là đơn giản ha. Cực kỳ đơn giản, cứ bỏ theo mài nó sẽ ra được thẳng đúng theo BD và chiều cao loại cộng 100 là xong. Rồi, cảm ơn mọi người. Rồi. Còn cái chế độ mà mài còn chế độ mà mình mài gọn ốc thì cũng dễ thôi, đơn giản. Nó như thế này. Lấy cái gọn xịt cước. Xịt cước thì nó sẽ như thế này. Chế độ mà sẽ cứu thì đơn giản thôi, thì cái mình lấy cái kính kính
kính mẫu bỏ vô cái máy định tâm, mình chấm ba chấm rồi mình để trong cái trục. Khi là làm loạn thị hay là hai trồng đa trồng thì mới làm thôi, còn bình thường nếu mà đơn trồng trồng đơn thì không cần phải lấy cái này, bỏ phí vô rồi mài thôi. Còn cái này là mình làm một đường thẳng á, thì mình sẽ lấy dấu này rồi nó dấu chấm thế này đúng không, cái tâm này nó qua một cái đường thẳng rồi mình bỏ vô cái đồ kẹp này rồi mắt bên này là mắt bên phải đúng không, mắt bên phải thì là mình nhấn bên trái, bên phải thì để bên trái nha, mắt phải thì bỏ bên trái rồi đây là bên trái này như đây. Rồi mình nhấn nó sẽ chạy như thế này, rồi bỏ vô nhấn cái nữa rồi máy tự quét. Thường trong khi nó quét thì mình sẽ làm những việc khác, nhưng mà lấy tâm mắt nó quay ra bấm nút thì nó rất là nhanh. Rồi sau khi đã xong mình nhấn nút data set, rồi nó sẽ qua mắt bên trái rồi mà mình phải nhấn bên phải. Lưu ý là khi mà mình như cái gọng nguyên khung mình quét một bên thì nó cũng sẽ không hiện FPD, và gọng sẽ cước đương nhiên nó sẽ không hiện FPD. Vậy làm sao mình biết FPD nó bao nhiêu thế nào? Thì nó hai thông số, một là thông số càng, trên cái càng nó có ghi là 54 17 hay 54 16 hay là năm mấy mười mấy gì đó, thì mình cứ ghi thế mình bỏ vô. Còn trường hợp nếu như cái gọng đó nó cũ quá rồi, nó không có hiện cái thông số nữa, thì mình đo thế này. Mình sẽ đo từ đây. Tổng số mình sẽ đo từ đây qua bên này là cái thông số này là 68 69 đi 68 cái cầu đây nè 68 này, thì mình nhập vô đây là 68. Gọng sẽ cước hay là gọng nguyên khung gì cũng thế thôi. Rồi BD, rồi nhập BD lên, rồi mài bằng là flat, rồi plastic, rồi xong bấm play máy chạy. Ok, cảm ơn các bạn đã xem. Và cái cuối cùng á, cái dòng máy này á, nó sẽ rất là hay. Nó cũng không phải là rất là hay, nhưng mà nó sẽ khả năng là sẽ hủy lỗi cái sóng. Cái sóng á, khi mà mình quét ở bên này, mình quét ở bên này, quét bên này nè, khi chế độ gai hồi nãy mình cài đặt á, mình quét ở bên này, nhưng mà khi qua bên này á, thì cái sóng chạy trên này một đường này, ở trong này mài một ngã này, điều chỉnh sóng ở phía trong cài đặt đây nè. Đó, ở trong phần cài đặt này nó sẽ được điều chỉnh sóng trong này nè, ra vô như thế nào đó, nhưng mà nó sẽ không đồng bộ được. Lúc đó thì phải cần có cái tút cài đặt này ha, tút cài đặt này, tút này rất quan trọng và rất là mắc tiền. Máy bên mình đảm bảo là hỗ trợ cho khách hàng những cái tút để cài đặt hết tất cả clip, để cho nó máy hoạt động rất là trơn tru tốt và nó ổn định, sống mà đẹp, chỉnh theo đúng theo cái ý của mình đó nha. Rồi cái này, cục này rất là mắc tiền. Rồi cảm ơn các bạn.